Kính thưa quý vị đã cùng với chúng tôi có thể nói nghe rất nhiều suốt năm qua về những gì liên quan đến cuộc bầu cử vào năm 2016 tháng 11 tới đây. Trước khi đi vào phần cuối, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Đậu Phủ, cảm ơn nghị viên Pháp Bùi với những cái chia sẻ của quý vị. Có thể nói quý vị chia sẻ những điều rất là trung thực, vui vẻ và lẽ nhiên mang lại cái kết quả tốt cho cái sự quyết định của cộng đồng người Việt chúng ta trong tương lai. Trở lại với một cái chức vụ quan trọng mà chúng ta đã nói đến rất nhiều trong năm qua, đó là Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì lẽ dĩ nhiên luật sư Đỗ Phụ nghĩ rằng bà Hillary Clinton có thắng dễ dàng ông Donald Trump không? Thắng thì tôi nghĩ là bà Hillary hy vọng là bà sẽ thắng, và tôi nghĩ Vâng. là bà sẽ thắng dễ dàng, tôi không nói dễ dàng, nhưng mà với những cái chuyện mà bà debate, tức là chuyện tranh luận sắp tới, cũng như là những cái scandal, tức là xì scandal đó Dạ. mới nhất của ông Donald Trump, chúng ta thấy ông này đó không có tư cách một lần nữa lấy tiền thiên hạ để trả cho những cái nợ mà ông ta bị phạt trong cái cơ quan từ thiện của ông ta là thành phố, về với cái vụ mà cái flagpole đó, Dạ. tức là cái cờ đó. Thì nhiều hôm nay báo chí Hoa Kỳ đã đăng lên là ông Donald Trump là người chuyên môn xài tiền thiên hạ, mượn đầu heo nấu cháo. Ông đã dạy người ta là đừng bao giờ xài tiền của mình. Thì cái chuyện đầu tiên khi mà ông ta bị phạt đó, ở thành phố đó, là chuyện đầu tiên ông mượn đầu heo nấu cháo, ông lấy tiền của một cơ quan từ thiện khác, ông trả cho cái chuyện cá nhân của ông ta. Washington Post đăng lớn, tất cả những cái tờ báo lớn bây giờ đang moi vụ này ra, chưa biết vụ này tới đâu. Nhưng mà nó nói lên cái đạo đức một lần nữa của cái người sẽ làm tổng thống, là mượn đầu heo nấu cháo mà không bao giờ xài tiền của mình. Thế thì đạo đức khi bà Clinton không nói tất cả những lời thành thật, ngay cả cái quỹ foundation của ông bà cũng có những cái vấn đề đặt ra câu hỏi, ngay cả email, thì cái đạo đức đó làm sao để cho người ta Thứ tín nhất, nhiệm được, thưa cái luật sư Đậu foundation Phụ? của bà đó là một foundation giúp tất cả những người trên thế giới, đó là tổ Vâng. chức từ thiện, bà không thể lấy lương. Chúng ta biết chuyện đó. Vâng. Cho nên cái chuyện đó, tôi nghĩ hai cái chuyện nó không so sánh với nhau được. Chuyện thứ nhì nữa đó là vấn đề email của bà Clinton đó. Tôi nghĩ là bà có những cái lỗi lầm, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là bà nói chuyện đó, bà không có mua được cảm tình về vấn đề mà sự tin tưởng của người dân trong cái chuyện mà bà trả lời nhanh hoặc là trả lời đúng. Nhưng mà đối với tôi cái chuyện đó là chuyện lỗi lầm của một người chính trị gia chứ không phải chuyện gian dối. Vâng. Donald Trump là gian dối, À. còn một người không nói hoặc nói thiếu. Thế thì nghị viên Phát Bùi. Tôi thấy cả hai ứng cử viên đều có những cái lỗi lầm trầm trọng, kể cả ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều là những người có nhiều cái sai trái lắm. Thành thử ra chúng ta thấy là đó lý do sao mà bao nhiêu cử tri, bao nhiêu báo chí vẫn than phiền rất là nhiều về hai người này. Nhưng mà nếu mà nhìn vào vấn đề ai là cái người có cái khả năng thắng nhiều hơn thì tôi nghĩ là bà Clinton có khả năng thắng nhiều hơn, là bởi vì hiện giờ đó, để mà cho ông Donald Trump thắng, và ông có thể thắng được, nhưng mà nếu ông muốn thắng, ông phải thắng được tất cả 6 cái battleground state, tức là 6 cái tiểu bang mà đang ở lưng chừng ở giữa, cộng thêm thắng một cái tiểu bang mà đang nghiêng về phía bà Clinton. Như vậy nó là một cái điều mà không phải là dễ thực hiện. Thành thử ra dù cho ông thắng hết 6 tiểu bang mà đang lưng chừng cộng thêm một tiểu bang của bà, ông cũng chỉ gần đủ các lá phiếu để mà có thể thắng được bà Clinton mà thôi. Còn bà Clinton đó, hiện giờ đó, bà chỉ cần thắng, giữ được những cái tiểu bang mà bà đang ở cái lợi thế, cộng thêm một tiểu bang đang ở lưng chừng, là bà đã thắng ông Vâng. Donald Trump rồi. Thành ra cả hai người đều, đối chúng tôi nghĩ là rất nhiều người ở trong ở Hoa Kỳ đều không bằng lòng, nhưng mà ai là cái người mà có cái phần trăm thắng nhiều hơn thì tôi nghĩ là bà Hillary. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua về vấn đề bầu cử 2016, và chúng tôi sẽ dành những cái phần còn lại hôm nay để chia sẻ với luật sư Đỗ Phủ cũng giống như là nghị viên Pháp Bùi về một cái sự kiện ở bên Việt Nam. Kính thưa quý vị, chắc quý vị biết về ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hậu Giang, tuy nhiên ở tỉnh Hậu Giang như là Cần Thơ quý vị, thì cái sự kiện đã đưa ra đến vấn đề hiện nay thì họ đang truy lùng và bắt ông này. À, cái sự việc đối với ông Trịnh Xuân Thanh đã phần nào cho thấy cái sự bất lực và thậm chí là băng hoại của cả một cái hệ thống chính trị tại Việt Nam và luật pháp ở Việt Nam. Thưa luật sư Đậu Phụ, có nghiên cứu xem qua cái vấn đề này không, thưa luật sư Đậu Phụ? À, vâng, tôi có đọc qua vấn đề này, cũng theo dõi vấn đề này, thì tôi thấy rõ ràng là Cộng sản Việt Nam nó vẫn có một cái chuyện là như thế này. Là mấy anh vẫn dùng cái quyền đặc quyền yêu nước dành riêng cho Đảng Cộng sản. Và người người Cộng sản, nếu mà có dịp nói chuyện với họ đó, những người đảng viên Đảng Cộng sản họ qua đây chơi, anh gặp họ nhé. Họ nói chuyện thì họ, thứ nhất đó, cái quan điểm của họ là Đảng Cộng sản có cái sai đấy. Và có những cái thành phần tham nhũng đó. Nhưng mà người ngoài nói không được, phải để chúng tôi tự nói với chúng tôi. Họ dành cái quyền đặc quyền cho họ. Và chỉ có chúng tôi mới được quyền xử chúng tôi mà thôi.
các anh là người dân, các anh không có quyền phê bình, không quyền xử. Cho nên mình mới thấy trong đây là đảng họ xử một người thành viên của họ là cũng có gốc chứ không lại không có gốc. Cho nên nó trở lại cái chuyện đó, và là cái phe nào là cái phe đang nắm thế. Chẳng hạn như cái anh Thanh này, chúng ta cũng biết đó, là mới 31 tuổi lên làm chức lớn rồi. Bố là một người làm lớn. Cái thời đó là thời nào? Thời Nguyễn Tấn Dũng. Có thể piston này, piston của Nguyễn, phía bên Nguyễn Tấn Dũng. Qua thời bên đây là thời của Nguyễn Phú Trọng. Thì phe kia bị đánh. Nó vẫn là đảng Cộng sản với nhau. Nhưng mà thưa luật sư, với thưa nghị viên Pháp Bùi, chúng tôi chỉ muốn quý vị đi vào những cái vấn đề mà nó cụ thể hơn. Quý vị có nghĩ rằng ngày nay ở Việt Nam đi trở lại một cái hệ thống chuyên trị, nghĩa là dòng giống với nhau, gia đình với nhau, cứ thay phiên nhau, người bố đến người con đảm nhiệm cái chức vụ truyền cho nhau không? Thưa anh, người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại đều biết rất rõ là cái vấn đề tham nhũng ở Việt Nam nó là hàng loạt từ hạ tầng, từ trên xuống dưới. Và cái vấn đề mà nó không phải chỉ là tham nhũng mà thôi, mà cái vấn đề cha truyền con nối không phải chỉ đời trước truyền cho đời sau, mà truyền đến cả ba thế hệ rồi. Đời cha truyền cho đời con, rồi để truyền cho đến đời cháu. Kể cả cái người con của ông Trịnh Xuân Thanh cũng được đề cử vô làm một cái chức vụ khá lớn ở trong guồng máy kinh tế của Đảng Cộng sản. Thì cái điểm quan trọng chúng ta nhìn thấy đây ra đó là lâu lâu họ đưa ra một vài người để mà cho thấy rằng là họ có loại trừ tham nhũng, mà thường là họ lợi dụng cái cơ hội đó để họ thanh trừng, họ cảnh cáo cái phe mà đang bị thất thế. Nhưng mà thưa quý vị, là dĩ nhiên thì chúng ta cứ dựa vào những cái điều đó, phe này, phe nọ, phe kia thất thế, thì là dĩ nhiên chúng ta cũng không chưa có một cái bằng chứng nào mà nó gọi là biểu hiện một cách rõ ràng. Vậy tôi không phủ nhận cái những điều quý vị nói rằng là không đúng, nhưng mà chúng tôi muốn nói một cái sự kiện là phải ra tòa thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà trở lại vấn đề, tôi biết luật sư Đỗ Phủ là theo dõi tình hình Việt Nam rất nhiều. Cái vấn đề đặt ra từ một cái chiếc xe biển số xanh có phải là cái nguyên nhân để đưa đến ông này bị thanh trừng như ngày hôm nay không, thưa luật sư Đỗ Phủ? Tôi nhìn những lý luận của phía Đảng Cộng sản Việt Nam thì tôi buồn cười, tại vì cái chuyện bất xảo rác. Nói không cái chuyện này không có lý luận, không có gì gọi là bằng chứng cả, cho nên mình miễn bàn. Tại vì chuyện nó rất là trẻ con. Vâng. Tôi nhìn cái bức hình lớn hơn của cái chuyện này nó xảy ra, nó đưa ra vấn đề cụ thể. Chúng ta thấy là ở Việt Nam đó, chúng ta có 4 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam. Vâng. Và những cái thành phần đó, thành phần mà gọi là ăn trên ngồi chốc ở Việt Nam. Nhưng mà anh phải nhớ là như thế này nữa, nó đưa ra những cái tỷ lệ nữa là liệu cái chuyện này còn xảy ra nữa hay không, mình phải tính vào con số. 4 triệu đảng viên Việt Nam đó, mỗi một đảng viên ít nhất là họ nuôi 4 người khác, 4 người họ quen biết, sống nhờ vào một, tức là 4 gia đình khác sống nhờ một người đảng viên. Tại vì có cái connection mà. Tôi tính con số trung bình rồi thì anh lấy 4 triệu anh nhân lên 4 là anh ra 16 triệu. Ít nhất là chúng ta có thêm 16 triệu gia đình nó đang sống nhờ cái đám 4 triệu đảng viên này. Cho nên cái thế của những cái tay ở trong nội bộ mà thanh trừng nhau nó cũng chỉ là trong cái con số đó thôi. Đó, cho nên anh phải nghĩ lại là anh đánh cái đó, anh đánh như thế nào. Rồi. Để cho cái đám 4 triệu đó và đám râu ria của nó đó sập thì người dân mới khá được. Vâng. Thế trở lại về cái vấn đề này, thưa nghị viên Phát Bùi, chúng tôi muốn nghị viên Phát Bùi chia sẻ với, tại vì ông là làm việc trong cái guồng máy chính quyền tại đây. Khi người ta nói đến ông Trịnh Xuân Thanh đã mang lại một cái sự thua lỗ trên 3.200 tỷ khi ông làm chức vụ gọi là chủ tịch hội đồng quản trị của PVC, thì từ năm 2009 đến năm 2011 thì nó đã thua lỗ đến cái vấn đề đó. Nhưng mà đặc biệt trong cái thời gian này thì ông ta được tặng là gọi là anh hùng lao động. Cái điều mà nó là trớ trêu như vậy. Thì anh nghĩ, nghị viên Pháp Bùi nghĩ trong cái hành chánh ở đây với là cái việc hành chánh ở bên Việt Nam như vậy thì nó nói lên cái điều gì nè? Nó cho chúng ta thấy rõ là đây là một cái chế độ mà dựa trên cái sự bao che. Bao che đây là vì cái quyền lợi của nhau, bởi vì ông Trịnh Xuân Thanh cũng hối lộ và đóng góp rất nhiều tiền cho những cái vị thượng cấp của ông. Thành thử ra họ phải tặng cho ông những cái bằng khen đó thôi. Những cái điểm đó chúng ta, cộng đồng chúng ta đã thấy quá nhiều rồi, chúng ta không cần phải đào sâu vô. Cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó, đây là cái sự thất bại của toàn bộ chính quyền. Bởi vì kể cả cái việc mà như anh vừa nói, cũng như cái việc mà ông bị truy nã mà để cho ông thoát đi, thành ra chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái sự bao che từ trên xuống dưới, từ ngày đầu cho đến ngày cuối, cho đến khi ông kia thoát ra khỏi nước ngoài. Cuối cùng thưa luật sư Đỗ Phủ, đây có phải là một cái lối thoát hoàn hảo cho những đảng viên Cộng sản họ xếp đặt ra như vậy không, thưa luật sư Đỗ Phủ? Tôi nghĩ là trong nội bộ họ có những thu xếp với nhau.
Chứ còn muốn bắt thật sự thì bắt rất dễ và chắc chắn là biết cái này ở đâu. Và trong vấn đề ngoại giao anh có thể liên lạc với cái nước nào, chẳng hạn bên Đức thì anh liên lạc nước Đức, anh sẽ giải được về ngay. Nhưng mà đây là một cái thu xếp. Tức là có sự gãi lưng nhau, tiếng Mỹ nó gọi là có cái sự gãi lưng nhau, nó scratch my back đó. Có những cái thương lượng ở phía trong của những tay đảng viên trong Đảng Cộng sản. Anh ăn và đánh nhau nhưng mà không đến nỗi mà anh diệt nhau, để anh tiếp tục anh ăn tiếp. Vâng, thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị cùng với chúng tôi duyệt lại cái cuộc bầu cử tại địa phương cũng giống như ở trên toàn diện bình diện quốc gia, và một cái sự kiện ở bên Việt Nam để chúng ta cập nhật được những gì đang xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có một điều thắng tới, việc trước tiên, dù người nào thắng cuộc, dù chúng ta không thích phe này hay đảng nọ, nhưng cái việc trước tiên là chúng ta phải ghi danh đi bầu. Và kính thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 10 trở đi thì cái cuộc bầu cử khiếm nhiệm sẽ bắt đầu diễn ra. Và nếu đến ngày 8 tháng 11 chúng ta nói với con cái chúng ta, nói với những người thân nhân của chúng ta, bè bạn chúng ta phải đi bầu. Và một lần nữa cảm ơn luật sư Đỗ Phủ cũng giống như nghị viên Phát Bùi với trong chương trình Mỗi Tuần Vấn Đề của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.